Anh Hi Ha ơi, em có fan ad, làm cách nào để tặng cho anh bây giờ? Ok em, hiện tại anh có một nhóm Facebook mang tên là Vườn Hoa Bé Nhỏ của Hi Ha và Jimmy. Em hãy gõ nó vào thanh tìm kiếm trên Facebook, sau đó nhấn vào trả lời câu hỏi nè. Nhớ là phải trả lời câu hỏi đó nha. Sau đó đợi khi anh Việt là em có thể gửi fan ad cho anh nè, hoặc là có thể chế anh Diềm, hay là em có thể đăng bất cứ thứ gì về Hi Ha và Jimmy là được nha. Nên nhớ Hi Ha và Jimmy thôi đó. À, các bạn cũng cùng nhau tham gia nhóm Facebook của tôi để giao lưu với nhau nhé. Sao lại không nhỉ? Hello, Konnichiwa. Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình chính là Hi Ha đây và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mới của mình. Như trước khi vào video này, các bạn biết làm gì không? Đó chính là để lại cho mình một nút like, share để một video cho mình và đừng quên qua đăng ký những thành viên khác để ủng hộ thêm cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ồ, hello Jimmy, đâu vậy? Hello Hi Ha, hôm nay qua chỗ Hi Ha có gì đây? Chơi kiểu quá. Trời ơi, tôi cũng hơi chán đây nè. Đây là tổng thống Hi Ha. Tôi đang muốn kiếm cái gì đó vui vui xíu. À đủ, tôi đang nghe không? Kiếm một liền. À. Vip không? Không biết hôm nay định đi chơi cái gì cho nó vui vui đi ta. Jimmy ơi. Ủa gì vậy? Jimmy. Ai? Đúng rồi, hôm nay đúng rồi. Tôi dựng tất cả ông đó qua. Bây giờ ổng phá lại phá sớm. Bây giờ chúng ta phải trả thù chừng nào ổng phải xin lỗi mình thì tôi. Đúng rồi, phải hại ổng lại chứ. Tàu lao. Tao cấm tụi bay đi qua bển hành hạ đất đi đó nghe. Ổng nó bị teo nhỏ như vậy rồi, khác gì người lớn ăn hiếp con nít đâu. Thôi mình có đừng có như ổng. Mặc dù tôi biết tụi bay ghét ổng nhưng mà thôi. Đi về hết đây, giải tán. Ông trẻ. Ông kẹo. No. Nếu tụi mày không chịu, tao nhốt tù tụi bay, cho tụi bay hành hạ bây giờ. Út ghê. Giận ông lắm. Đi về đây. Giờ mày, để tôi nói cho bà nghe cái này. Không phải rách đi như vậy đâu. Tại vì tôi thấy trong tim của ổng phải có một lý do gì đó. Nhớ câu chuyện về vợ của ổng không? À, nhưng mà ổng cũng mát cái bộ tôi không tin đâu. Ông tin. Tôi mới nói là không có tự nhiên mà ổng như thế. Nên vì thế, tôi để đưa cho mày về quá khứ. Em hiểu. À, tự nhiên bảo vệ ông bác đi đó không hiểu à. Đất ơi, tôi cũng thấy ý kiến của ông thầy. Nhưng mà đi về mà tôi thấy ông nhẫn ác là tôi đập ông chết á. Ừ, tôi nghĩ là vì vợ ông nên mới như thế đó. Nên vì thế chúng ta cần tìm hiểu. Nhưng mà trước khi về quá khứ, đúng rồi, thì chúng ta cần đi qua gặp một người để tìm hiểu thêm chi tiết cái đã. Chúng ta cần tìm hiểu một ít thông tin. Rồi, đi theo tôi thôi, nhanh lên. Vô đây, Jimmy. Vô gặp ông Foggy để chúng tôi tìm hiểu thêm một tí thông tin về ông ta đã. Rồi, có okay, gì tôi mới biết được mà về quá khứ. Vô lên. Dạ, ông chào chú Foggy. Long tham nhớ si. Trời ơi, mấy bữa nay mấy cháu qua nhà ta thăm hoài á. Hôm nay dạ, trời ơi, dạ, con đây muốn hỏi con một ít đi đâu gì á? Ok, cứ trả lời đi, ta đây nhiều. Đây, con muốn tìm hiểu cái này. Con muốn tìm hiểu về ngày mà ông Daddy có vợ. Màu Reddy có vợ hả? Ông có biết không? Tất nhiên ta biết rồi, ta sống trần trũi này, ta biết nhiều thứ lắm. Thằng Reddy mặc dù ta ghét nó nhưng mà ta vẫn có nhiều kỷ niệm với nó. Để xem nào. Ủa, vậy ổng là bạn của ông hả? Thì từng thôi. Ơi, ông kể đi. Trước tiên á, ta nhớ, nếu ta nhớ không lầm là vào năm 1984. Jimmy, viết sách 1984. Ok, 1984, để tôi đỡ con ông ơi. Cứ ghi chép đi. Dù tao biết mấy con cần thông tin thì làm gì được. Lúc đó hắn với vợ hắn chung sống, bắt đầu chính thức chung sống với nhau. Ủa vậy chứ không phải là hôm đó là hôm cưới hả bác? Không hẳn, hắn chỉ chung sống với vợ của hắn thôi. Ok, vậy là có như năm đó là có vợ với ổng rồi đó. Ừ, cứ nói vô đi, Jimmy. Rồi, tiếp theo là con muốn biết hôm mà vợ ổng mất. Được rồi, ta nhớ chính xác thứ này nè. Thế là vào năm 1984, tháng 5 ngày 5 thì khoảng 5 tháng 15 ngày sau. Đó là năm 1984, tháng 10 tháng 10, ngày 20. Ngày 20. Ok. 1984. Ok. Tháng 10. Được rồi. Con cảm ơn ông nhiều nha. Không có sao đâu mấy con. Ủa, 5 tháng là vợ ông mất hả? Đi vậy đó. Xong chưa? Ngày mất của vợ ông. Rồi. Đi. Xong rồi. Bây giờ theo tôi. Đi. Con chào chú nha. Bye mấy con nha. Trời ơi, mấy thằng nhóc đó lấy thông tin đó làm cái gì vậy trời. Mà thôi. Được rồi, chúng ta đã có thông tin, đưa cho tôi đi. Nè, ông đọc đi, tôi nghĩ là tôi nói đúng rồi đó. Rồi, được rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ đến vào ngày năm 1984, vào tháng 5, vào ngày 5. Ok. Được rồi, bỏ đi, bà chưa biết bao giờ tổng thống có thể đưa dịch quá khứ được đó, đỉnh không? Thật không? Thiệt. Cho tôi coi tôi nhỏ coi cái cu tè ông đi. Quá khứ 1984, sạc 5, sạc 15, sạc 5 chứ, ủa sạc 5 hay 10 ta đâu mới nói quên rồi, 5. Sạc 5, sạc 5. Chuẩn bị chưa? 3, 2, 1, đi. Ui, ủa, mình về quá khứ. Ủa, phải không ta?
Ủa, đây là ở đâu vậy? Ủa, anh nhìn trông lạ lạ mà trông quen quen trời. Ê, lên người tôi, tôi bay lên coi thử nè Dung. Ôi, hình như khu dân làng kìa. Whee. Oh, biết rồi. Hả? Đây chính là làng Sinh Tố. Đúng rồi, cái làng Sinh Tố thời thời mà trong quá khứ các bạn, có nghĩa là thời này làng Sinh Tố chưa thành lập. Đúng rồi, đi xuống đi bà nội. Ủa, ông đội bay lên gọi bố leo lên chứ bộ. Được rồi, người ta đáp xuống rồi. Ui, thì ra đây chính là làng Sinh Tố chưa thành lập. Bây giờ đi hướng này nè Jimmy, qua chỗ của ông Rách đi. Nhanh lên hướng này. Nè nè, tôi đang đi theo sau lưng nè ông nội. Wow, làng Sinh Tố chưa thành lập nè các bạn. Cây cối không à, không có gì hết á. Nhanh lên. Đi. Bây giờ đi qua nhà khu Rách đi để coi thử rồi nè. Wow, vậy là tôi về quá khứ thành công rồi. Đúng là tổng thống biết bà rồi mà. Ở hướng này nè. Đi. Bắt cua. Thôi rồi. Ủa sao nhà ông ngộ vậy? Ủa cái nhà này không giống của ổng một tí nào á Jimmy ơi. Đi. Ai vậy trời, lạ thiệt á. Không phải ổng kìa. Mình biết luôn á. Cái gì Rách đi hả? Hình như Rách đi thời trẻ. Không tin luôn á. Nhanh lên. Đây có khi nào đó là Billy McGee không? Ui ổng kìa. Trời ơi, nhà hôm nay gọn ghẻ thật chứ. Trời ơi. Có nên mua TV mới không ta? TV này nhìn khá là cũ rồi. Mà thôi sao không sao, xài cũng được. Nhà ông lão hả? Ừ, nhìn lão quá da ơi. Trời ơi, sao mọi thứ đồ trang trí, đồ đẹp đẽ quá kìa, nhìn kìa chứ mấy. À thôi, không quan trọng nữa, đi thăm vợ thôi. Thăm vợ? Ủa, vậy nhà này của vợ ông hay của ông ta? Ê, nhớ không, ông Foggy đã nói cái nhà này á, bây giờ á là có cả vợ và con ông luôn. Ông, lúc này vợ ông đã về rồi. Không, mình vô không? Thử đi. Coi. Trời ơi, chuẩn bị được coi vợ của ông quá rồi. Ui, ông ta đi vô trong đó rồi kìa, Jimmy. Ủa, đi đâu vậy ta? Sao ông yêu đợi vậy? Lên, nhanh lên. Ừ, tôi cũng không biết nữa. Ôi, lần đầu tiên tôi thấy Rách đi mà yêu đợi như vậy luôn á. Từ từ thôi. Vợ. Ôi. Con của chúng ta nở rồi hả? Nè, ông kìa. Để lỡ cái gì xin từ quả trứng. Con ơi. Ôi, để tôi lấy thuốc tàng hình để cho tụi mình vô, Jimmy ơi. Tí. Invincible đâu rồi? Trời ơi, con ơi. Cuối cùng hai vợ chồng của mình cũng có con rồi. Đây. Đúng rồi. Cha mẹ. Ha ha. Thôi nó hại quá. Nó hại quá vậy. Sao con lại đáng yêu đến chút mức độ như thế này hả? Ê, đúng rồi, anh mới nhớ ra. Mình chưa đặt tên cho nó nữa. Ôi, vợ ổng kìa, Jimmy. Đặt tên đi. Ôi, đẹp quá. Sao vợ ổng đẹp vậy? Thôi. Bây giờ ông tên gì vậy ta? Con chưa biết được nữa. Hơi đẹp quá à. Sao hả anh? Cái gì? Billy. Kết hợp với tên của anh nữa. Billy McGee. Ôi, vậy con, tên con từ đây sẽ là Billy McGee. Trời ơi, đúng là vợ nó thông minh quá. Kelly của anh à. Kelly Jenny. Trời ơi. Ôi, cậu muốn chơi gì nè? Đây, chơi. Có cái nơi rồi, có lòng ngủ luôn kìa. Chơi đồ chơi rồi. Trời ơi, có đồ chơi giùm ta. Chết rồi. Ơ, chết rồi, anh quên đi mua đồ chơi rồi. Giờ sao, chết rồi. Trời ơi, anh bình tĩnh đi, anh làm như sao anh rối lên quá vậy. Em mua đồ chơi. Chết rồi. Gia đình hạnh phúc quá vậy. Gia đình hạnh phúc quá trời luôn kìa. Nè, có cái đàn nè, đánh đàn không con? Hả? Đánh đàn nè con. Chơi đi con. Vợ ổng kìa, đẹp thiệt luôn á. Hình như theo mình thấy là đẹp hơn cả những hút ghi khác luôn á mọi người. Đúng rồi đó, tôi thấy đẹp hơn cả mấy hút ghi huyền thoại là những hút ghi mới bây giờ luôn á. Ôi, hình như mình có biết chơi nhạc không? Quá. Tâm, đẹp sao chơi, này chơi sao vậy? Chết trời. Anh phải đem gấu bông đồ đó. Từ để anh chạy, anh đi mua cái anh về lại gọi xíu nha, đợi xíu nha. Wow. Mẹ làm đồ ăn đi, đói bụng quá à. Ủa, con đói bụng rồi hả? Đợi. Đợi mẹ chút, để mẹ đi làm tí đồ ăn cho con. Wow. Đồ ăn. Trời ơi. Đẹp quá à. Đẹp, mà cái dáng đi cũng khác những hookie hookie khác nữa Jimmy. Bà có để ý không? Đúng rồi. Wow. Billy lúc này nhìn cũng không có dữ tợn luôn nè. Anh quay về rồi. Đâu. Con ơi, bà có quà nè. Đâu. Nhưng mà trước tiên bà thưởng hả, con phải nói một câu được với bà nè. Câu gì ta? Quên mất tiêu rồi. Hả? Trời đất ơi. Dạ, đúng rồi. Bây giờ con có muốn đồ chơi này không? Con phải trả lời là dạ, hiểu chưa? Hiểu rồi, dạ con. Rồi, ba chưa nói gì mà sao con dạ vậy? Con nè, bây giờ ba nói lại nè, con có muốn đồ chơi này không? Sao lại không nhỉ? Dạ, muốn. Trời ơi, trời ơi, ngoan. Trời nè, ba đặt nè. Nè. Gia đình thì vui vẻ nhau quá à. Trời ơi, mấy mẹ đâu vậy? Kiếm anh chạy được ngoài đường. Nhìn nè, vợ của Rách đi mát ghi. Trời ơi, nhìn đi, rất là đẹp luôn. Sở hữu một màu đỏ. Ui, đúng rồi, nó là màu đỏ chứ không phải. Đúng rồi, màu đỏ bách theo chứ không phải màu hồng nha các bạn. Anh ăn cái ăn không vợ? Ăn con. Không ăn nữa.
Thôi anh không ăn đâu, cho con ăn cho nó mau chóng lớn đi. Mốt nó khỏe mạnh, mốt nó khỏe mạnh là nó sao ra? Nó mọc thêm tay đồ. Ăn vừa phải phải chứ ăn nhiều quá béo phì là sao? Trời ơi, không béo phì được đâu, anh sẽ giúp nó ăn nè. Siêu đô, ai giống anh nè. Trời ơi, đẹp thiệt luôn á Jimmy. Thôi, rồi, mình đi ra ngoài thôi Jimmy. Nhanh lên, một tí hết thuốc là mình bị lộ đó. Nhanh lên. Đi, tôi đi sau lưng ông nè. Uống sữa vô đi. Wow, như vậy là ngày hôm nay chính là ngày Billy Mackey được ra đời. Ừ, công nhận vợ ông đẹp quá à. Tôi thích cái ghi được quá à. Mà giờ thầy biến mất rồi. Ui, nếu mà như vậy Daddy cũng là cùng thời với lại Hucky Wucky huyền thoại. Vậy vậy Kelly Jenny này không chừng cũng là một trong những Hucky Wucky huyền thoại luôn. Trong thời của những bố Hucky huyền thoại á, thì cũng coi như không biết có sức mạnh gì hen. Thì cũng coi như Hucky này cũng nằm trong huyền thoại luôn rồi, Kelly á. Ừ, đúng không? Đúng rồi. À, thôi được rồi, lớn rồi mà. Bây giờ đi ra ngoài thôi, nhanh lên. Được rồi, đi thôi. Bây giờ tôi có ý hay nè, mình sẽ đi về gọi là mình nhảy lên thêm 3 tháng nữa đi, để cho mọi thứ nó hợp lý hơn. Quá dạng tháng 8 lộn. Ừ đúng rồi, tháng 8 lộn. Thôi được rồi, sạc tương lai bây giờ lên tương lai rồi. 1984 7 8 7 5. Được rồi, chuẩn bị chưa? 3 2. Ê. Gì vậy? 7 8 7 5. Ừ đúng rồi. 3 2 1. Búp. Ủa, mình qua 3 tháng sau rồi. Trời, mới 3 tháng mà ở đây trồng cây đồ đầy đủ hết vậy. Ui, đây này, lạ quá à. Đây, cái đó là kìa, gia đình của ổng kìa. Trời ơi. Trời ơi, nhảy vui với con, cho ba nhảy với. Trời ơi. Trời ơi, nhảy. Từ thôi, đi học nè, tới giờ rồi đó. Hôm nay là ngày Billy Mackey đi học hả? Đi học. Xuống con ơi. Trời ơi, hôm nay nghe là ngày đầu tiên đi học của con, cho nên con hãy nhớ kỹ là không có gì phải sợ hết. Đi tới trường là cứ như bình thường thôi. Nói chung là tới trường là mình sẽ học nhiều kiến thức hơn đó con. À con biết rồi. Ôi sao thời này cả gia đình này, Billy Mackey hay là Daddy Mackey đều hiền khô hả các bạn ơi. Nên nhìn trông rất là lạ luôn á. Kìa, hỏi đi rồi kìa, đi thôi chứ mi. Đi, à quên nữa. Ủa? Hello. Hai người là ai vậy? Hello Daddy. Ủa, sao biết tên tôi vậy? Bọn tôi cho chị Kelly Jenny. Kelly Jenny. Hello nhóc Billy luôn nghe. Hello anh. Ủa sao hai người biết tên tôi vậy? Tên tôi gia đình tôi vậy? Không có gì đâu, tôi chỉ là người đi ngang qua đây thôi, thấy con của anh chị vui nhìn dễ thương quá. Ok. Rồi đi thôi. Đi thôi nè con, trễ giờ rồi, lấy đi con ơi. Bye bye. Cái gì? Em nè. Cảm ơn chị nha. Cảm ơn nha. Rồi, hay lắm, tốt lắm. Phải cảm ơn người ta trước khi người ta thưởng cho con nghe chưa? Bye bye, tạm biệt. Bye. Trời ơi, may là thời này ổng còn hiền. Không thôi nếu mà thời kia là không chừng tụi mình bị tiêu diệt luôn, đời nào không hay luôn rồi đó. Đúng rồi đó. Ôi, quên nữa, đi theo, không thôi bị mất dấu bây giờ. Nhanh lên. Đi. Nếu mà đi học như vậy, có khi nào gặp những hước yếu ghi khác tại trường đó không? Nhỏ không ta? Đúng rồi đó, nhanh lên. Ôi vợ rất đi đẹp quá à, nhìn từ xa kìa. Khác hẳn hai người luôn, hai vợ chồng nhìn khác nhau thiệt luôn á. Ừ, tướng đi khác quá à. Wow, đi theo thôi, nhanh lên. Trời ơi, các bạn có thấy vợ của Daddy đẹp không? Hãy đẹp thì comment bên dưới nha. Nhanh lên. Đi nào. Ui, học kỳ á hả? Trời ơi, từ con chắc té bây giờ. Lớn quá vậy, đừng có chạy quá. Trời ơi, trường này hơi bị lớn đó, con học ở đây là mắt đá luôn. Đằng kia là Foggy với lại Tootsie kìa. Ba người nha. Là mình đi lại coi chung hơn đấy con. Hai người. Chào Foggy nha. Thôi, thời những Foggy hiện tại thời con trẻ. Trời ơi, hai người tốt đấy chưa? Trời ơi, công nhận con của hai người dễ thương quá đi vậy. Mà nói thật cũng thật là bất ngờ á. Một là hoa khôi của thế hệ mình, một là chung trường, là có thể cưới nhau được. Trời ơi, nói vậy, nó quá đẹp lắm kìa ơi. Vợ của Daddy là hoa khôi, là người đẹp nhất cho trường thế hệ đó hả? Thì đẹp gần chết, chỉ đứa con là cũng thương. Từ đó tới giờ, ổng là người luôn luôn bảo vệ tôi trong những cái lúc tôi khó khăn nhất, hay là lúc cái người còn ăn hiếp tôi đó. Ngại quá. Thì ra là vậy. Thì ra, bởi vì tôi mới hỏi tại sao. Thôi, đẹp như vậy mà tại sao yêu một người xấu? Thì ra không quan trọng sắc đẹp, chỉ quan trọng là ai bảo vệ mình thôi. Đúng rồi. Vô đi con. Kêu lớn kìa. Học nhớ về báo cho ba biết học sao nha con. Con biết rồi. Thôi kêu lớn kìa giúp mi. Kêu lớn rồi chị. Nhìn y chang kêu ly luôn. Hôm nay mọi người cũng đưa con tới học hả? Đúng như vậy đấy. Đúng rồi. Con đưa học trường này luôn. Rồi vậy. Hai đứa con tôi cũng đưa vào rồi hả? Đưa vào hết rồi hả? Đúng rồi. Vào hết rồi hả? Còn cô Tiếp Bi đâu ha? Ừ, không biết luôn. Ủa cô Tiếp Bi kìa. Hello. Ê. Wow, hôm nay
Ông Liên Đông Ly và Roddy McGee đưa đứa trẻ tới học rồi. À đúng rồi. Ủa mà sao hôm nay tụi mình tụ tập đủ ta? Hôm nay ngày tụ trường hả? Đi ăn đi. Hôm nay tôi ngủ nha, tôi đợi mọi người cho. Thôi ăn có kia nè, phải hỏi nữa. Được rồi, McGee đã đại thì chúng ta phải đi ăn thôi mọi người. Đi thôi. Trời ơi, đúng rồi, con giàu đó giờ đâu. Đi ăn nào. Trốn. Ôi, mấy người đó đi ăn hết rồi. Thôi nhưng mà giờ tôi thấy cái chuyện này sao vậy? Hình như là không xuất phát từ vợ của ổng hay sao hết. Ê, từ đâu mà ra? Đúng rồi, tôi nhớ trong tim hình như là do con của ổng bị ăn hiếp. Vậy là chúng ta phải đợi. Chúng ta phải đợi, chúng ta phải tìm hiểu thử mà. Nên vì thế bây giờ chúng ta lỡ tìm hiểu thử coi. Vậy là bây giờ những hước đi còn trẻ đó sẽ ăn hiếp Billy. Hiểu rồi. Chị vô đi. Đi kiếm coi thử coi. Không biết là những hước đi học trường nào ha. Ủa học nào, nào chứ? Ờ này hả. Đúng rồi. Ê, giờ sao? Hello. Hello. Hình như đang học á Jimmy ơi. Làm sao để mình nhận trong được coi? Nè, dưới đây nè. Mới mình mới giờ nè. Nhìn mày gớm quá vậy. Gớm vậy, gì gớm. Nhìn mày hơi xấu. Đúng rồi, sao gớm mình vậy? Cái này mình nói sự thật đó. Con được kể nhau với thầy đó. Ủa thầy đó. Dạ, chào thầy. Chào mấy em, chào mấy em. Mấy em điểm danh lớp nè. Billy, Maggie. Có. Naomi, Bobby. Có. Jesse, Messi. Dạ có. Porky, Morky, Nessie. Em. Killy, Willy. Yeah. Ok, what a. Dạ có. Ồ, có đầy đủ ở đây hết luôn nè Jimmy. Ừ, full nguyên lớp luôn á. Rồi thôi, mấy em làm quen với nhau đi, thầy đi nha. Dạ. Thôi Jimmy ơi, tôi thấy là mấy Huggy này y chang giống như trong đầu của Daddy á, không ưa Daddy. Không ưa Billy. Không ưa con Billy. Đúng gọi kỳ thị á, kỳ thị đó, người ta gọi là bully đó. Trời ơi, kiểu này là vậy là lý do như... vậy là ổng ác á hả? Chưa, tôi thấy chưa có gì mà thấy ghê hết cả. Đó nên vì thế tôi nghĩ thầy kia là lúc. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Em Billy, mấy bạn đó vừa làm gì em vậy? Mấy bạn đó nói em chửi em kìa, chứ đánh em nữa. Ê, mấy em không được làm như vậy với một bạn mới, các em hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi. Dạ, thôi hiểu. Billy, em lên ghế ngồi đi. Dạ. Ui, trời ơi, nó đánh sao đâu kìa. Billy, không sao đâu. Trời ơi. Thôi được rồi, mấy đứa ngồi đàng hoàng không có ăn hiếp bạn nữa nghe chưa? Một tí thầy quay lại đó. Thầy mà biết được ai mà quay là thầy xử đẹp đó nghe chưa? Em biết rồi. Ok, thôi đi thôi. Dạ. Đi. Trời ơi, thì da là như vậy. Mấy đúng đứa này nó quậy quá, nó ăn hiếp Billy. Kiểu này. Nhưng mà tôi nghĩ không có riêng cái việc ăn hiếp như vậy mà ông Rách đi điên đâu. Tôi nghĩ mấy ngày mới, tôi nghĩ là tụi nó ăn hiếp thiệt đó, chứ không phải đùa đâu. Ơi, hay là giờ bây giờ mình nhảy đến cái năm mà trước một hôm, đúng rồi, trước một hôm mà vợ của Rách đi đúng không? Được rồi, đi. Trước hôm vợ Rách đi mất. Đúng rồi. Nhanh lên. Đi bay về nhà của ổng thôi. Nhanh lên. Tôi đang đi nè. Tôi đi luôn. Tương lai 1984. Tạc. Ủa hồi nãy là còn bao nhiêu tháng 10 đúng không? Tháng 10 đúng không? 10 tháng 5 đúng không? Ừ. 14 tháng 10 mình sẽ tới một chuyến một ngày. Được rồi, đi thôi. Ui, trời tối rồi nè. Lên. Wow. Vào. Đi. Ui, kìa, đăng ký kìa. Ủa, đang có chuyện gì vậy? Không thể nào chấp nhận được cái chuyện này hết á. Quay cho mẹ coi. Ui. Tại sao nó lại lần nào nó cũng ăn hiếp hết vậy? Cả mấy lần nay rồi. Billy bị đánh rồi Jimmy ơi. Châm chơn mà. Anh phải làm rõ ra cái vụ việc này mới được. Mà anh có tới hỏi hiệu trưởng chưa? Hỏi được cái gì nữa hả? Billy đâu có chờ luôn kìa. Cái thằng Forky nó chính là nhà tài trợ của trường đó. Thì em nghĩ em báo nó thì nó có được cái gì không? Hả? Và anh cũng đã thử rồi. Xong em biết nó nói cái gì không? Nó nói rằng con của chúng ta mới chính là kẻ phá hoại, đập phá và bắt nạt mọi người. Thì em nghĩ liệu chúng ta có lấy lại công bằng cho con mình được không hả? Trời ơi, trời, bất xử như vậy luôn hả? Không được, anh phải nói chuyện với tụi nó thôi. Đừng. Ừ, giờ sao đi? Có cách nào cản không? Không được, mình làm gì nữa hả? Cái gì cũng có cách giải quyết của nó mà, đừng có làm rùm beng lên như vậy chứ. Trời ơi, như vậy bây giờ á, để nó như vậy, nó có bị ăn hiếp như vậy sao mà anh nở được chứ? Dần là đúng theo như cái đường trong đầu của ổng rồi đó Jimmy. Ừ, ý chẹo luôn cho Billy đi. Lần này thôi đó. Mai rồi mình tính tiếp. Rồi
Đi vô đây. Mẹ tội nghiệp Billy thiệt luôn á. Với lại hình như vợ của Daddy Maggie không có hung dữ, quá là hiền luôn á Jimmy. Đúng là hiền luôn. Hiền khô à. Và thấy chưa, tôi đã nói rồi, có một vấn đề gì đó mới có thể xảy ra được chuyện đó. Không ngờ là Daddy với lại Billy hiền như vậy, và Billy còn bị ăn hiếp nữa. Mà sao bây giờ hồi đó chị Kissy Missy với mấy người kia dữ quá vậy ta? Thời trẻ trâu mà, tôi cũng không biết được nữa. Thời trẻ trâu, thời đi học á là dễ học sinh mạnh hơn, dễ bị ăn, nói chung ăn hiếp tụi này tụi kia. Với lại theo bạn phái nữa, hiểu không? Lại nhìn những người có hình dạng lạ hay là xấu xí gì đó là dễ kiểu như ăn hiếp họ lắm. Nên bây giờ cái vấn đề này khá là căng thẳng rồi. Daddy bắt đầu quạo lên rồi. Ông ta vừa nghĩ, ý, hết rồi, quên mất nữa. Hình như là sáng hôm sau chính là ngày mà vợ Daddy mất á. Đúng rồi, chuyện gì hết ta? Hay là mình đỡ luôn không? Được rồi, chứ bây giờ đi tới tương lai làm gì nữa. Tạm thời ở lại nơi này luôn đi. Sáng hôm sau rồi mới hiểu được vấn đề đó mới được. Tôi thấy chuyện này có vẻ không ổn nhiều đâu á. Ngày mai nó lên trường ta xem tụi bay làm việc như thế nào. Nó mà dám động đến con tàu nữa, ta sẽ xử nó không cho. Mà cũng tội thiệt luôn á Jimmy. Billy kể từ lúc đi vô học đến đến bây giờ là toàn ngày nào cũng bị đánh luôn hay sao á. Vợ tao hiền, con tao hiền, nhưng mà tao không có hiền đâu nha. Nhưng mà ổng cũng thương vợ ổng và con ổng nên mới như vậy thôi. Chứ lại cũng quá đáng thiệt, tại sao Foggy lại không cho chuyện đó xử như vậy? Thì chắc là ông Foggy ông để quá chiều con của ổng rồi. Chào người giàu thường cũng rất là kiêu căng. Thế rồi, hãy coi đợi ngày mai. Chắc tôi mong ngày mai mọi chuyện sẽ suôn sẻ quá. Hay chứ chuyện này mọi thứ căng thẳng thiệt luôn á. Ngủ quên luôn rồi. Chết rồi. Ôi sao Billy bầm dập vậy? Anh ơi, có chuyện gì nữa vậy? Đau người quá à. Con lại bị đánh nữa rồi. Trời ơi, con tôi lẻn vào bên trong à, tại sao lại thành ra như thế này hả? Trời, Billy bị đánh bầm dập luôn kìa. Bọn anh nói cha mấy hiệu trưởng, xong hiệu trưởng lại nói chuyện với cha bọn chúng. Rồi bọn chúng đổ thừa cho con là do bọn nó cho con nên bọn nó mới bị chửi nên bọn nó đánh con. Trời, ôi sao lại có tội quá. Cái gì vậy trời, tụi này sao trẻ trâu quá vậy? Trời ơi, bây giờ bị đánh bầm dập vậy luôn rồi. Em ở đây bằng bỏ con đi, anh sẽ đi xử lý tụi nó. Ê, đừng có giận quá mất khôn đó. Nè, thôi Jimmy, giờ sao đây nha? Thôi đi vô đây đi để mày băng bó cho con. Trời ơi, dạ. Con tui. Trời ơi, có nghĩa là Billy bị đánh từ khoảng thời gian đi học tới bây giờ luôn. Càng ngày càng bị đánh nặng đánh hơn quá à. Ủa, đánh bầm dập bịt mắt hả? Kiểu như sưng cả mắt luôn kìa. Mày đi heo đất được mắt luôn á, nãy tôi thấy á. Đi heo đất được Jimmy, để coi chuyện gì xảy ra. Nhanh lên. Ok, ông định đi đâu vậy ta? Nhanh lên, nhanh lên. Foggy, hôm nay tao sẽ xử lý mày. Chết rồi, ông nổi gân lên rồi kìa. Bắt đầu giống Daddy đi, dần như cái lần của mình rồi đó. Daddy ơi, Daddy. Daddy. Hả, ai kêu vậy? Cái gì? Tôi nè. Hai người kêu cái gì? Ông định đi đâu vậy? Thằng Foggy đó, bữa giờ nó làm càng quá rồi. Lúc nào hả, con tao về nó cũng bị thương, cũng bị bầm. Đến nỗi ngày hôm nay nó sắp nhập viện rồi. Hỏi xem tao mà không tức giận không? Hả? Thôi, hai con cậu tránh ra một bên đi. Bây giờ tôi cần tính sổ cái thằng Foggy cái đó. Hết rồi, bây giờ không thể cãi được ông ta nữa rồi. Ông ta cũng quá tức giận rồi Jimmy. Thiệt, gặp chuyện này tôi cũng tức nữa, đừng nói chi. Nhưng mà, ơi, làm sao đây trời? Nên phải đi theo có chuyện gì mới được Jimmy ơi. Ủa đâu rồi? Đi. Ủa ông đâu mất tiêu rồi? Chết rồi. Ổng qua nhà Foggy á. Ổng đi qua nhà Foggy rồi. Nhanh lên Jimmy. Ok. Đứng này sau lưng bà nè. Rồi. Thì thôi nhanh lên. À, cái thằng Foggy đâu rồi? Ui, đi kìa, đúng Jimmy. Trời ơi, nhìn ổng ghê. Bước ra đây. Vâng. Ừ, vậy anh bạn Red đi. Tự nhiên khi không thấy vợ tôi rồi chửi tôi nữa. Vậy là sao? Tại sao hả? Hết rồi. Ê, đụng đổ nhau rồi. Biết xài tiền không vợ? Hả? Giờ sao đây? Tại sao? Tôi có tiền mà. Xài. Mày có tiền, mày biết dạy con không vậy hả? Con của tao lúc nào đi về nó cũng bầm tím hết người hết. Tất cả là vì những đứa con của tụi mày đã hội đồng con của tao. Tụi mày biết chuyện này á, có chuyện gì đâu, lúc nào cũng giận. Mày mới biết chuyện này hả? Mày, vậy là mày không quan tâm gì hết. Mày chỉ... Con trao là đừng có trách bạn bè rồi. Mày chỉ giận thôi hả? Mày không phạt nó hả?
Rồi rồi, mốt là làm càng con của tao rồi đó. Rồi mày tính sổ đi. Làm càng, mày làm càng. Trong 5 tháng qua, 5 tháng qua, con của tao đã bị đánh bầm dập. Cho đến ngày hôm nay, nó còn bị nặng hơn nữa. Mày mày. Mày ơi, mày. Mày chẳng lẽ mày không biết chạy con mày hả? Mày cũng biết đánh con mày để con mày nhận ra lỗi lầm đi, để sửa lỗi hả? Ngăn cản nữa cũng được đâu. Nếu mà ngăn cản là đi qua một cái hướng khác, rồi về tương lai tụi mình thế giới sẽ bị thay đổi đó. Nếu mình làm gì là không được, mình phải mình chỉ được ngồi coi thôi. Phải à? Mày nói cái gì? Lúc trước mày cũng bị họ chỉ mà chùm trường bắt nạt người ra mà giờ đó khác gì đâu. Là do cha tao không biết dạy. Còn bây giờ tao đã nói thẳng mặt mày rồi, mà mày còn không dạy được con của mày nữa thì để tao dạy luôn đi. Ơi ơi, dừng lại anh bạn, anh đang nóng giận lắm rồi đó. Đừng có tới gần nữa, ok? Nóng giận gì tại vì mày không qua giải quyết được cái gì hết. Bây giờ ông xin vui lòng ông ra khỏi nhà của tôi trước khi có chuyện. Bây giờ mày sao? Mày tính đi. Ôi, 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 cái thằng ghệ quỷ ranh này, mày chính là cái đứa mà đã đánh con tao đúng không? Hả? Con chồng đứa con. Mà sao tự nhiên người ta chửi mày vậy cha? Thầy, người lớn. Ê, để con nít của ta, để con của ta ra khỏi chuyện này nha, ok? Tại sao hả? Tại sao? Nó đã đánh con của tao mà. Trời ơi, con, không hiểu gì hết trơn á. Trẻ con à, mọi thứ bây giờ căng thẳng, mình cũng không làm gì được hết á. Vậy bây giờ mày tính cái gì? Mày muốn gì? Hả? Mày muốn giải quyết chuyện này ra sao? Ok, hiểu rồi. Ông muốn đền bù đúng không? Đấy, đó. Cái gì vậy? Đầu tiên tỷ, ông hãy dùng đó để cho gia đình ông sống hạnh phúc đi. Còn còn nữa là vết thương cho con của ông nữa, được chưa? Mày nghĩ một tỷ của mày có thể chữa lành vết thương tâm lý con trai của tao hả? Hả? Mày biết đâu, thì ông cứ đi. Lấy tiền của tôi đi. Mày nghĩ tiền mày tao cần hả? Một tỷ của mày mà tao cần hả? Mày đang quen cái thói sử dụng tiền rồi đó. Bây giờ để tao phạt con của mày, nếu không mày mà ngăn tao xử luôn mày đó. Ôi, tao không thể cần tiền của mày đó. Được rồi, nếu muốn làm gì đừng để lôi con ta vào việc này, hiểu chưa? Lôi con à? Ta nó vô tội mà. Nó vô tội hả? Nó vô tội hả? Hả? Ôi, con ơi. Đó mày cho, mày tới đây tao thử mày tiếp. Bây giờ mày muốn vô đúng không? Đi vô mà. Đó, đó. Hả?